Xin chào cả nhà, hôm nay bên công ty An Khang Brother sẽ hướng dẫn cho cả nhà bảo dưỡng bảo trì máy NV180. Thì máy NV180 này này với lại M370 á là cái cách làm như nhau nhá. Hai máy này thì cấu trúc máy á là giống nhau nên khi mà mình làm trên cái máy này thì bạn có thể thực hiện trên máy M370 cũng tương tự nhé. Để bảo dưỡng máy này thì mình cần phải tháo cái này ra. Tháo này ra và tháo phía dưới này ra, tháo này ra nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm theo từng bước nha. Và bây giờ mình sẽ tháo này ra. Tháo này ra thì nó sẽ có một con ốc phía sau này. Tháo này ra nha. Cái này thì nới ra chút xíu là được nha. Trường hợp mà nếu mà mình sử dụng máy lâu mà không có vệ sinh bảo dưỡng máy á thì nó sẽ bị kẹt chỉ hoặc là nó bị kẹt trục nha. Cái này cũng rất là dễ tháo này. Đưa tay vào đây ha. Đó, đưa nhẹ lên này, xong đậy ra là tháo được cái này. Về cái kết cấu của cái chỉ trên á, chỉ trên nó sẽ đi qua cái chỗ này nè. Qua cái thanh kẹp này. Ví dụ như mình xài một thời gian lâu mà mình không vệ sinh á thì có thể là cái chỉ mà giống như chỉ bị đứt á, nó sẽ bị dính vào đây hoặc là bùi nó sẽ kẹt vào đây thì làm cho cái hệ thống căng chỉ trên á nó bị ảnh hưởng. Nhiều khi mình căng chỉ rồi mà nó vẫn bị lỏng. Đây là ngay chỗ khe này ha. Chỗ khe này. Ví dụ như mình hạ xuống là nó sẽ kẹp chỉ này. Và nâng lên nó sẽ mở ra, hạ xuống kẹp chỉ. Nếu mà bị trễ chỉ cũ nó kẹt trong đây á thì cái chỉ mới mà mình đi qua cái rãnh này á là nó sẽ không kẹp được, thì nó sẽ rất là bị lỏng chỉ, nó sẽ bị lỏng chỉ trên ha. Đó, chỉ có cách là mình phải vệ sinh cái kẹp ở trên này, kẹp chỉ trên này. Vệ sinh bằng cách nào? Vệ sinh á, thứ nhất á là bây giờ mình sẽ dùng cái dây vải nhá. Đây là một sợi dây vải mình đã cắt sẵn. Này, đây mình sợi dây vải ha, mình sẽ đưa vô cái rãnh này. Đó. Sau đó mình sẽ kéo ha. Kéo để những cái phần mà bùi với lại những cái phần mà chỉ dư ở trong này này nó sẽ được kéo ra ngoài. Đó, mình kéo ha. Rồi mình kéo xuống phía dưới này chút xíu nữa. Đây, ngay cái chỗ này có thể nó bị kẹt chỉ ở trong đây. Thì mình cũng sẽ kéo ha. Mình kéo để cho nó sạch. Đó. Kéo ở vị trí này và kéo ở chỗ kẹp chỉ này nhá, là hai cái vị trí của cái phần chỉ trên nhá. Sau khi mà mình vệ sinh ở cái phần chỉ trên trong á thì mình sẽ dùng dầu máy và mình sẽ nhỏ vô những cái trục ở trên phía đầu máy này. Ví dụ như tránh nhỏ vô cái phía những cái dây điện nhá. Mình chỉ nhỏ vô những cái trục mà thường xuyên chuyển động. Ví dụ như giờ mình làm sao mình biết được những chỗ nào chuyển động thì mình sẽ quay cái trục ở bên tay này, tay phải này, phía này đúng không? Mình sẽ test này, quay này. Khi mà mình quay cái trục này thì những cái chỗ đây nó sẽ chuyển động, là bao gồm cái trụ kim này. Cái kim nó sẽ đi lên đi xuống ha. Và cái trụ này nó cũng sẽ chuyển động. Thì những cái trụ này thì mình sẽ nhỏ 1 đến 2 giọt thôi nha. Không được nhỏ nhiều thì chút xíu nữa nó sẽ bị dăng lên quần áo. Đó, mình nhỏ 1-2 giọt để cho nó hoạt động, cho nó trơn tru ha. Phải xịt bùi hết. Đó. Thường xuyên khoảng là 1 tuần thì mình sẽ vệ sinh bảo dưỡng máy 1 lần. Còn nếu mà lười vệ sinh bảo dưỡng máy á, thì nó dễ bị kẹt. Cái trường hợp mà kẹt ở trên này, nếu mà chi phí mà kẹt trục ở trên này mà sửa chữa thì tầm đâu khoảng 400.000. Đó. Nên chăm chỉ vệ sinh máy thì không có bị tốn mấy trăm ngàn nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái phần ở phía dưới nha. Rồi cái phần ở phía dưới thì mình sẽ tháo như thế nào? Tháo ra ngoài ra trước ha. Rồi mình sẽ lấy xong này ra, lấy rồi. Rồi tháo được cái này ra. Thường thì theo máy sẽ có cái này. Cái này để mình quét ha. Quét bụi. Đây. Máy này cũng ít sử dụng.
Rồi sẽ dùng cái bít này ha, chị tháo. Tháo hai cái mắt ra. Rồi ở phía dưới này thường á, nó sẽ rất là nhiều bụi. Máy này thì nó không có gì hết, tại vì máy trưng bày. Mình sẽ quét bụi ha, quét bụi. Nếu mà trường hợp mà nhiều bụi là mình phải dùng cái máy xịt đó. Mấy cái máy xịt mà của bơm hơi rồi đó. Là mình sẽ xịt vô trong này để cho nó đẩy cái phần bụi ở phía dưới này này ra bên hông này là được ha. Đó. Vệ sinh cũng khá là đơn giản, dễ làm. Rồi. Sau khi vệ sinh xong á thì mình cũng sẽ tiến hành là châm dầu máy. Thì dầu máy á, là mình cũng sẽ nhỏ ở đây một giọt tới hai giọt này. Nhỏ ở cái rìa này chút xíu ha, cho nó êm. Rồi tiếp theo là mình cũng quay cái trục bên hông. Cái trục bên hông này. Để mình kiểm tra những cái điểm mà nó thường xuyên chuyển động. Ví dụ như khi mà mình quay á thì sẽ thấy những cái trục này, trục này này, nó có cái sự hoạt động ha. Đây, nó có trục hoạt động. Thì mình nhỏ 1 đến 2 giọt nha. Nhỏ đây, nhỏ các trục. Cấm nhỏ vô những cái vị trí dây điện. Chủ yếu là trên này với trên này. Nha. Nhỏ vô những cái chỗ mà khớp nối á có sự chuyển động khi mình nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn gắn lại nha. Gắn lại thì lưu ý này, ở trên đây nó sẽ có một cái điểm trắng ha. Thì mình sẽ để nó đối xứng với cái điểm này. Cái điểm chấm ở trên trên cái ổ này ha, để cân đối. Và mình test bằng cách mình lắc qua lắc lại này. Lắc qua lắc lại mà nó cân đối á là nó lắc được này. Còn nếu mà không cân đối là nó sẽ bị kẹt ha. Rồi, đó. Như vậy mới đúng nha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mình sẽ gắn hôm nay nhớ. Rồi. Xít hai con ốc. Khi gắn hai con ốc này nhớ gắn nhớ dùng vít để bắt lại nha. Nếu mà không dùng vít để bắt bắt chặt hai con ốc này á thì lúc mà mình thêu nó sẽ bị kêu. Thì lại cho. Đây, mình phải để như chỗ này. Rồi, tiếp tục gắn hôm nay nhớ. Rồi tiếp tục gắn nằm này. Cái đầu này thì lưu ý xíu nha. Gắn ở phía trên đầu này thì lưu ý nha, là mình phải cho lên trên này trước này, có cái điểm này trước này, xong rồi mình đưa dưới này đưa vô này. Đó. Vậy là xong. Rồi chụp thằng này lại, chụp thằng này. Xít cái ốc phía sau. Tiếp tục gắn này. Vậy là xong. Xong nhé. Cảm ơn cả nhà đã coi clip của mình.